Xin chào tất cả mọi người, và như vậy là chúng ta đã học cách để tạo một cái vật liệu glossy là kim loại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái series làm vật liệu glossy như là các loại thủy tinh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì tôi sẽ đây là cái vật liệu của chúng ta. Đầu tiên thì tôi sẽ làm cái vật liệu để cho cái tấm này, tấm thủy tinh này, và tôi sẽ làm nó bằng vàng. Ok, làm bằng vàng. Như vậy thì đầu tiên tôi sẽ đi delete cái lớp này đi và tôi sẽ tạo một cái glossy mới. Ok, và tôi đã có một cái màu vàng. Tiếp theo là phần index of refraction, tôi sẽ cho mức độ khoảng 55 và chúng ta đã có một cái vàng như vậy. Tiếp theo là tôi sẽ để runit, runit thì với mức độ khoảng 8. Rồi, anisotropy thì nó sẽ có một chút về trượt để trong cảm giác nó có vẻ nó sẽ thật hơn. Anisotropy thì có 5. Đấy. Và nó sẽ xoay lại góc đấy. Cái góc xoay của nó sẽ khoảng 5 độ. Khoảng 10 độ. Ok, góc xoay của cái vết xước này rồi chúng ta cũng accept. Rất là dễ dàng để test những cái vật liệu này. Đó, và chúng ta đã tạo thêm một cái phần để bằng vàng ở phía dưới. Tiếp theo thì tôi sẽ cũng tạo cái vật liệu kín ở đây. Vật liệu thủy tinh rồi. Tương tự tôi sẽ delete tạo glossy. Reflectance thì màu trắng hoàn toàn. Và đối với thủy tinh thì tôi sẽ để transmittance màu trắng. Transmittance là cái độ là cái hệ số là khúc xạ rồi. Strip thì runit chúng ta sẽ để về 0. Và có nghĩa là lúc này cái kính chúng ta nó sẽ là cái kính trong trong vắt hoàn toàn, nó không có cái sự thô nhám. Và cái sự thô nhám này nếu như chúng ta tăng hoặc giảm runit thì nó sẽ trở thành kính nhà tắm, các bạn thấy. Và chúng ta đã biết cách tạo ra một cái vết kính ở trong nhà tắm, trong nhà vệ sinh. Ok, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ cần kính trong suốt thôi nên tôi sẽ để bằng không. Ok, accept. Và chúng ta đã có một tấm kính. Tiếp theo là một số cái loại kính khác rồi. Giờ tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh. Delete, glossy, màu trắng. Transmittance cũng là màu trắng luôn. Ok. Runit là khoảng 20. Bây giờ tôi sẽ làm giống như một quả cầu bằng ấy. Và màu của thủy tinh thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở trong transmittance. Accept. Đấy, các bạn thấy. Rồi tiếp tục. Delete. Glossy. Màu trắng. Quả cầu này tôi sẽ muốn cho nó có máu. Sẽ là cây. Ok. Runit bằng 0. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý một chút. Ở ngay phía dưới này nó sẽ có một cái gọi là Runit Twitter. Runit là nó là cái đồ thô nhám, đúng không? Chúng ta đã học runit là cái đồ thô nhám bề mặt bên ngoài. Vậy thì runit terror là gì? Runit terror đó là cái đồ nhám, tức là cái đồ thô nhám nhưng mà phía bên trong cấu trúc. Bây giờ chúng ta cũng xem kích hoạt và cho nó lên 50. Bây giờ các bạn cũng xem cái phần bề mặt nó vẫn bóng, tuy nhiên cái phần phía bên trong của cái cấu trúc thì nó sẽ bị mù như thế này. Bây giờ chúng ta cũng accept. Runit terror và runit nó khác nhau ở chỗ là một cái thì nó sẽ bị thô nhám ở phía mặt ngoài và một cái thì nó sẽ nằm ở phía bên trong. Và hai cái điều này tạo ra bề mặt khác nhau, một bề mặt thô nhám và một bề mặt nó vẫn đảm bảo được cái sự phản xạ. Tiếp tục. Cái này thì tôi sẽ làm một quả cầu bằng inox. Inox phản xạ 100%. 50. Runit bằng. Trong thực tế thì sẽ không có vật liệu phản xạ hoàn toàn. Vì thế các bạn lưu ý, cho dù chúng ta đang làm vật liệu gương soi đi chăng nữa thì hãy cũng để runit mức độ khoảng 2. Tức là không phản không không hẳn là không phản xạ nhiều nhưng mà không phải là quá quá nhiều, chúng ta để vừa phải mức độ rồi. Tiếp tục. Delete. Glossy. Ok.
Excellent. Và các bạn cùng xem, chúng ta đã tạo được một vài vật liệu thủy tinh cũng như rất là nhiều kể cả cái dạng phổ biến như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, cùng lên thử xem cái chất lượng như thế nào. Vậy các bạn thì thấy đó là tạo vật liệu ở trong này nó cực kỳ dễ dàng. Và thủy tinh ở trong này thì nó là vật lý hoàn toàn. Nhưng mà các bạn để ý xem, các kênh thì nó đang bị đen, cũng như cái gọi là cái sự xuyên sáng qua các cái vật liệu chưa có được phê cho lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt nó đi. Và ở trong cái chỗ render thì chúng ta sẽ phải kích hoạt, chúng ta tăng ray tracing depth lên 15, cũng như tăng cái intense tracing lên để cho nó cái mức độ xuyên sáng cũng như cái độ tuyệt vời của cả vật liệu như thủy tinh nó sẽ cao hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đợi xem. Đấy, các bạn thấy là thủy tinh nó đã tốt hơn rất là nhiều. Và mặc định khi render thì nó sẽ có luôn cái hiệu ứng tù quang, hay còn gọi là caustic. Caustic là một cái hiệu ứng mà nó mô phỏng cái chuyển động của ánh sáng khi qua một cái môi trường khúc xạ, và nó sẽ phả ra môi trường hay lá đi xuyên qua. Và caustic này thì thông thường ở các phần mềm render khác dạng ray tracing thì nó sẽ render rất là lâu, còn đối với thia thì gần như nó tác động rất là ít. Vì thế lúc chúng ta render thì dù muốn hay không thì nó vẫn sẽ có caustic nếu như chúng ta sử dụng cái chế độ MC hoặc là TR. Còn BSD thì chúng ta có thể tắt caustic đi. BSD thì nó sử dụng cái thuật toán ray tracing tương tự như V-Ray chẳng hạn. Ok. Và các bạn có thể thấy nhìn rất là mượt mà. Rồi. Và bây giờ đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái vật liệu mà ví dụ một cái vết kính chẳng hạn, mà nó sẽ có một cái chữ chạy ở phía trên và chỗ nó sẽ mù và chỗ nó sẽ nét như kiểu các cái tấm kính ở văn phòng chẳng hạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng Photoshop để tạo cái chữ này. Tôi sẽ tạo một cái chữ có khổ khoảng 50 và 80. Okay. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái. Bây giờ chúng ta cùng xác định xem. Tôi sẽ tạo một layer mới. Tạo một layer mới ở phía trên. Tôi sẽ ở đây. Cái chữ của mình là sao ở đây. Và tôi sẽ đổ màu đen vào đây. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ viết chữ vào đây. Ok, tôi đi. Ok, chúng ta sẽ scale lại. Ok. Ok, và chúng ta sẽ đưa vào trong này. Ok, và chúng ta đã có một cái hình mà vừa có phần đen và phần trắng này. Các bạn lưu ý là cái phần đen này là cái phần sẽ bị mù, và cái phần trắng là cái phần mà chúng ta muốn thấy cái vật liệu kính, như kiểu chúng ta dán tấm đề can này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ CSS nó lại. JPEG. Rồi, và bây giờ thì tôi sẽ vào ở trong SketchUp, đổ cho nó là vật liệu mới. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng ốp cho nó một cái máu bất kỳ. Ok, qua Edit và Load một cái, nó cái bên ngoài vào. Rồi, Tester, Position. Ok, done. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn ở đây và độ. Ok. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điều chỉnh cái này. Tôi sẽ tích vào bề mặt này. Và các bạn thấy đây thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ xóa cái map này, cái vật liệu nó đi. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải copy cái diffuse nó vào đây, dán vào đây. Hoặc là chúng ta copy thả vào đây.
chúng ta sẽ phải ốp trước bên xu để định vị được cái vị trí của cái này, của cái vị trí của cái chữ này. Còn nếu như mà chúng ta bỏ trực tiếp cái map vào đây bằng cái đường lót cái map vào thì nó sẽ không có chính xác, không điều khiển được. Nên các bạn lưu ý là chúng ta nên ốp trước cái map này ở trong xu. Rồi tôi sẽ đi lên đây, lossy reflection. Ok, sorry, ok, không. Rồi bây giờ phần unit thì chúng ta sẽ load cái map này vào unit và tăng lên khoảng 50. Các bạn thấy là bây giờ cái phần kính bên ngoài này thì nó đã nhám, và cái phần trong này, cái phần mà đúng, tức là nó đã bị ngược đúng không ạ? Bây giờ hãy kích vào đây, kích xuống thon và kích vào invert, rồi chúng ta sẽ thả vào lại. Các bạn thấy không? Phần kính bên ngoài thì nó đã trong suốt và cái phần mà mong muốn chúng ta thì nó đã bị nhám rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào accept và chúng ta cùng kiểm tra xem. Đấy, và các bạn sẽ thấy đó là ngay bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi. Tuy nhiên thì tại sao cái phần chữ này nó bị ngược? Cái này là do chúng ta cái phần modeling thôi, tức là hai phần chữ nó đang chạy ngược nhau. Rồi vậy thì chúng ta sẽ phải vào trong này tester, cô check nó lại, khóa lại. Và đổ vào sao cho cái chữ này nó trùng vào nhau. Rồi ok. Và các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta đã thành công tạo một cái tấm kính mà có những cái dán đề cán ở phía trên. Và cái việc này thì nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sẽ phải ngồi tạo một cái lớp đề cán thực và chúng ta sẽ cắt chữ như vậy. Các bạn thấy không? Việc này nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã có thể biết được vật liệu glossy. Và trong buổi trong cái bài học sau thì chúng ta sẽ cùng học làm vật liệu glossy, nhưng mà vật liệu nước. Xin chào tất cả mọi người.